Bên tôi đang cần mua 5 desktop, ổ cứng 500GB, 4GB anh. À, chào chị, chúng tôi hàng sẵn, giao hàng chị ngay ạ. Anh ơi, bên em đang cần setup một hệ thống IT để phục vụ kinh doanh cho bên em đó anh. À, triển khai hệ thống IT thì cần mất nhiều thời gian rồi phải ship server về đó chị, hẹn chị khoảng 3 tuần nha. Hello, chào anh, hiện tại tập đoàn chúng tôi đang cần hỗ trợ tư vấn về hệ thống đồng bộ dữ liệu. Bên cạnh đó hội họp trực tuyến trên nhiều thiết bị. Kèm theo hệ thống disaster recovery để đảm bảo dữ liệu cho khoảng 1.000 user trên 6 chi nhánh. Không biết bên anh có thể hỗ trợ trong khoảng 1 tuần được không ạ? Chào anh, sao dạo này trông anh có vẻ mệt mỏi quá vậy? Hai em, mấy hôm nay anh nhận được nhiều yêu cầu của khách hàng đó, nhưng mà nó khó quá, anh không xử lý được. Vậy sao anh không chuyển qua kinh doanh on cloud giống em đi? Em đang kinh doanh on cloud trên nền tảng của CSP đó. Ồ, nghe hấp dẫn quá, em chia sẻ cho anh với. CSP bao gồm những cái giải pháp như là Office 365, là một bộ Office ứng dụng văn phòng dành cho nhiều thiết bị online và offline, có OneDrive lưu trữ 1T nè, có email và có hội họp trực tuyến rồi đó. Ồ vậy hả? Không biết là còn gì nữa không em ơi? Thì nó còn có những giải pháp là EMS nè, là giải pháp quản lý đa thiết bị ứng dụng trên nền tảng cloud với sự kết hợp của Azure nè, Intune nè và AMS đảm bảo dữ liệu của anh hoàn toàn được bảo mật luôn. Còn một giải pháp nữa cung cấp hạ tầng và lưu trữ trên cloud gọi là Azure đó anh. Ồ, Azure là gì vậy em? Dạ, Azure là một hạ tầng được xây dựng sẵn như dịch vụ web, máy ảo, dịch vụ di động, quản lý sao lưu dữ liệu và nhiều dịch vụ khác nữa. Ủa, ai đây? Bạn muốn thay đổi hình thức kinh doanh, không còn lo lắng về việc quản lý đúng không? Yên tâm, đã có Win Marketplace để cùng bạn xây dựng một hệ thống giao dịch hoàn toàn tự động với những ưu điểm nổi trội, cho phép thực hiện toàn bộ quy trình bán hàng, đặt hàng trực tuyến, hỗ trợ nhắc nhở tự động, kèm theo là hỗ trợ kỹ thuật vô cùng nhanh chóng. Wow, hay quá, tham gia nhanh thôi anh. Ồ, tuyệt vời, tham gia đi.